Nghệ sĩ Giang Coi nhập viện vì thổ tả ra máu. Trên trang cá nhân nghệ sĩ Trà My đăng tải hình ảnh đến thăm Giang Coi trong bệnh viện. Theo tiết lộ, nam nghệ sĩ nhập viện được 3 ngày vì thổ tả ra máu. Lần này bệnh của lão nặng nên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị, Trà My cho hay. Trong cuộc gặp, nữ nghệ sĩ cũng trao tận tay diễn viên sinh năm 1962 số tiền mà nhiều người gửi tặng. Điều đó khiến Giang Coi không khỏi xúc động. Đồng thời, nghệ sĩ Trà My cho biết Cô và một số đồng nghiệp khác đang nỗ lực làm hết khả năng để có thể hỗ trợ cho Giang Còi thêm kinh phí điều trị. Nữ nghệ sĩ cho hay, trước khi làm việc này, bản thân cô cũng đã xin ý kiến và nhận được sự cho phép của đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm, động viên và gửi tặng nghệ sĩ Giang Còi. Đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn, dịch Covid đang bùng phát trở lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nữ nghệ sĩ viết. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng của anh. Chia sẻ với phóng viên Ngọc Anh, con gái của nghệ sĩ Giang Còi xác nhận, thông tin ông đang điều trị tại bệnh viện. Cô tiết lộ thời điểm mới nhập viện, sức khỏe của Giang Còi khá yếu. Bà như người mất hồn vậy, nhìn người sơ sát, đến nay bà đã tỉnh hơn. Nhưng về việc ăn uống đi lại thì bà gặp khó khăn. Bà gần như nuốt không được vì thấy đau ở bên trong, uống nước thường bị sặc theo lời của ngọc anh trước đó nghệ sĩ giang coi từng xảy ra tình trạng nôn ra máu do từng bị bệnh về gan cô kể lại lúc đó khi ba đang đi trên đường cao tốc thì bị nôn ra máu bây giờ chắc là ba sẽ ở lại viện dài và tôi sẽ chăm ba mấy bữa trước ba cũng khỏe nhưng dạo gần đây ba bị áp lực công việc bây giờ về tinh thần thì tôi thấy ba đỡ hơn tỉnh táo hơn